Rồi, trong quyển giáo trình Pali Hàm Thụ, vì sao hình thức biến cách của danh từ nữ tính vị ngữ u không có cách thứ năm xuất xứ cách? Rồi thôi, cái phần ở dưới này thì sư không cần đọc nữa. Nó có một cái này. Nó có một quý vị có thấy rõ cái trang này không? Chưa có thấy hả? Này, cái tên hay tên ghi lại ha. Này, Digital Ballet Reader chấm online ha, Digital Ballet Reader chấm online. Rồi, ở đây quý vị thấy cái có cái thẻ, nó là cái thẻ, là cái tool này, có cái tool. Thì trong cái tool đấy, ví dụ như là mình muốn gõ cái chữ cái từ danh từ nữ tính, danh từ nữ tính như cái gì là Chamu. Chamu có nghĩa là cái quân đội đó. Đây đó, gõ ha, gõ. Thì ở đây nè, ở đây nè, khúc ở dưới nè. Thấy không? Thấy không? Bấm vô cái chữ C ha. Bấm cái chữ C. Đây, 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 thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, nó có các cái biến cách. Đấy, này danh từ nữ tính hay danh từ nữ tính tận cùng U. Đấy. Đây, có các cái biến cách. Chủ cách, rồi trực bổ cách, dáng bổ cách, rồi xuất xứ cách, vị trí cách, sở hữu cách, đủ hết ha. Đấy, tha hồ. Sau này có muốn dò, có muốn dò từ đó, có muốn dò từ đó, thì vô đây dò ha. Rất là tiện. Đấy, hồi xưa thì mình không có, thì mình dùng sách giấy, còn bây giờ mình có các cái phương tiện thuận tiện thì mình học vậy cho nó nhanh.